dạng cấp treo cho mọi người. Bây giờ tiến hành là xa khu vui chơi. Cái gì? Cái này là cái gì? Là... hồ cá coi. Hồ cá mới coi. Này bình thường lại mốt. Mới gì mà anh làm lắm? Làm gì vậy con? Muốn làm gì? Em mới đến ta lai chim á. Lai chim à? Cái này quá dốt hay được. Cửa sổ đầy quá. Quá trời quá. Lai sẽ chim lại đúng không? Bấm lai chim cho chú luôn. Lai chim luôn. Lai chim luôn. Ờ, yeah, đây là hồ cá coi hả? Dạ, yeah, đây là hồ cá coi. Cũng con cá này bây giờ to đùng béo ngậy hết rồi. Ngày nào cũng xuống qua hết. À, yeah. Đây là cũng là hồ cá coi. Cá này. Đây là nhà. Mấy con nhỏ mình mê nè. Ấy, ê con. Đu được không? Chú nghe nhà mua mấy cái cá màu rồi mua đẹp đúng không ạ? Đẹp hả? Nó đúng màu luôn à? Cá được chưa? Có ừ. Cái cá chép nữa hả? Có cái chép. Có lộn luôn. Cái chép, cá chép vàng á. Đó, 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 đó. Lộn. Coi đủ á, ừ, cá. Bên Hoàng Thơm. Khỏe anh Hồng la đó rồi. Chào mọi người. Hôm nay ảo Hoàng Thơm mọi người. Từ bên Phú Quốc. Khu rất là đẹp nha. Mà cả nhà. Cũng review cho mọi người. Đường đi cấp treo là 8 km. Cho mọi người xem. Đưa